Hương Thơ xin mến chào quý vị. Hôm nay Hương Thơ xin mời quý vị theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ về một sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Linh Đi Ngủ và Đôi Đũa Thần Kỳ là hai cái tên rất ấn tượng mà chúng ta đã nghe nói đến nhiều năm qua. Thưa quý vị, chị Linh Đi Ngủ, một phụ nữ sinh trưởng từ miền Thượng Du ở Pleiku, trải qua một tuổi thơ nghèo khó ở Việt Nam. Và sau 30 năm sinh sống tại Úc Châu, chị đã trở thành nhà phát minh đôi đũa thần kỳ sau khi phát hiện một loại đá tại tiểu bang Queensland ở Úc Châu. Một loại đá có những công dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh. Và đôi đũa thần kỳ đã trở thành một sản phẩm được sự công nhận của chính phủ Úc, được đăng ký độc quyền và đã được đưa vào thị trường trên toàn thế giới, cũng như cho phép chị Linh Đi Ngủ trong vai trò giám đốc của công ty Miracle One sử dụng trong việc trị liệu tại nhiều trung tâm, cũng như quảng bá khắp nơi trên thế giới từ Australia, Úc Châu, Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ. Hình ảnh và tài liệu về chị Linh Đi Ngủ và tác dụng của đôi đũa thần kỳ đã xuất hiện nhiều trên YouTube khi chị đã đi và có mặt rất nhiều nơi trên thế giới để trị bệnh bằng sáng chế của mình. Được biết hiệu quả của đôi đũa thần kỳ này, chị đã nhận được nhiều bằng khen thưởng. Hôm nay Hương Thơ mời quý vị tìm hiểu thêm về những kỳ diệu về phương pháp trị bệnh. They're very, very proud to bring cultures and countries together, the Asian community, Australian, and into America, the land of opportunity, and a wonderful city like Beverly Hills, and we will make you proud. Thank you very much. Thank you. Special recognition to Miracle Ones in honor on behalf of the State Assembly, the State Legislature. I just want to congratulate you and present you with the certificate and wish you many more years of success. Thank you for that. Michael Võ của thành phố Phan Valley cùng với nghị viên Chris Phan của thành phố Garden Grove đến đây ngày hôm nay để chúc mừng Miracle One đã có những đóng góp rất là thực tế và vô điều kiện cộng đồng. Và chúc mừng anh chị. Thank you. Cảm ơn. Senator Luke on the second anniversary of Miracle One, and wish you many more years of success. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, good job. Tôi xin cảm ơn chủ nhân của đôi đũa thần kỳ đã có một sản phẩm rất là đem lại lợi ích cho cộng đồng Việt của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng đôi đũa thần kỳ sẽ là một kim chỉ nam để giúp cho tất cả quý đồng hương cải thiện sức khỏe. Với sáng chế của một người phụ nữ gốc Việt mang tên Linh Đi Ngủ. Hương Thơ xin mến chào chị Linh Đi và rất vui gặp lại chị. Như là 4 năm rồi anh chị em chúng ta mới gặp lại. Linh Đi Ngủ xin mến gửi lời chào đến chị Hương Thơ. Và Linh Đi Ngủ xin kính gửi lời chào đến tất cả quý vị trên toàn thế giới. Và thưa chị, khi mà có lẽ nhiều khán thính giả mà nghe phần giới thiệu Hương Thơ về chị và sản phẩm của đôi đũa thần kỳ, chắc có lẽ ai cũng ngạc nhiên vì cái công hiệu của cái đôi đũa mà nhìn nó chỉ là một đôi có hai cái viên đá nhỏ bé thôi, thì có lẽ là chị cũng nên nói về những cái tác dụng chữa bệnh kỳ diệu qua hai đôi đũa này, thưa chị. Dạ, thưa chị và thưa quý vị, nói về cái hai cục đá mà có thể trị bệnh trên cái cơ thể của con người và trị trên nhiều chứng bệnh, thì đúng là người ta cho, có nhiều người cho là hoang đường, nhưng mà thật sự ra là giữa cái đôi đũa thần kỳ và một vị bác sĩ nó rất là khác nhau chị, thưa chị. Khi mà người bệnh thì người ta nghĩ về bác sĩ nhiều hơn, còn đây là một cái lối chữa bệnh. Cái thời gian 4 năm qua thì Linh Đi cũng đã chứng minh rất là nhiều trên nhiều người bệnh nhân. Linh Đi đã trị cho rất là nhiều người bệnh và nhiều cái chứng bệnh mà bị bác sĩ bó tay. Thì chị cũng thấy những hình ảnh mà Linh Đi đã từng trị bệnh cho các cha tại các giáo xứ, và chị bệnh cho các nhà sư tại các chùa, các Phật tử, rồi các giáo dân, rồi chị bệnh cho các bác sĩ. Thì cái đôi đũa thần kỳ đã đem được cái tiếng nói mà rất là khoa học, mà đây là một cái sản phẩm mà sức khỏe tất cả mọi người cũng dần dà cũng đã biết được đến cái giá trị của nó, thưa chị. Bác sĩ Edgar Frey là vị bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng tại Bệnh viện Thụy Sĩ, Swaziland. Ngoài ra, bác sĩ Edgar Frey còn là một vị giáo sư thuyết trình y học nổi tiếng tại các bệnh viện và đại học tại Thụy Sĩ. Bác sĩ Edgar bị chứng bệnh đau nhức cổ họng đã làm ảnh hưởng đến những buổi thuyết trình mà ngành y tế nổi tiếng tại cường quốc này, và ngay cả chính ông cũng không thể khắc phục được. Bác sĩ đã điều trị và uống rất nhiều thuốc
trên 2 năm qua, nhưng càng ngày căn bệnh của ông càng hành hạ ông và ảnh hưởng đến những giấc ngủ của ông trầm trọng. Ngày cô Linh đi đến Thụy Sĩ thuyết trình và trị bệnh bằng đôi đũa thần kỳ cũng là dịp may để bác sĩ Edgar trị được chứng bệnh của ông. Bác sĩ Edgar đã trân trọng học cách sử dụng và tự trị bệnh bằng đôi đũa thần kỳ, nói lên được giá trị to lớn mà đôi đũa thần kỳ đã đem đến cho từng bệnh nhân. Bác sĩ Alexander Schwant tại Germany, sau khi chứng kiến những kết quả trị bệnh thành công mà đôi đũa thần kỳ đã mang đến cho bệnh nhân của ông, một bệnh nhân bị chứng bệnh bẩm sinh scoliosis, cột sống lưng cong hình chữ S mà ngành Tây y trên thế giới không thể cứu chữa được, nhưng chỉ với thời gian rất ngắn ngủi là 4 ngày thôi, đôi đũa thần kỳ đã khắc phục được căn bệnh cho người bệnh nhân của ông. Và bây giờ, chính ông cũng bị những chứng bệnh mà ông đang cần đến sự giúp đỡ của cô Linh đi ngủ và đôi đũa thần kỳ, một công cụ trị bệnh đa năng, đa dụng mà tất cả mọi người trên thế giới đều cần đến. Chính ông bác sĩ lo cho cháu bé đây, để cho ông thấy rằng cái... ông đã quản lý bao nhiêu chăm cháu như thế này. Bác sĩ Nguyễn Duy Sang, một vị bác sĩ về thần kinh rất nổi tiếng tại Toronto, Canada. Vì lương y tài ba này bị những chứng bệnh như viêm xoang mũi, ù tai, đau nhức thấp khớp với những chất vôi đóng đầy trên đầu gối mà ngành Tây y không thể trị được ngoài phương pháp giải phẫu, rất nguy hiểm, có thể đi đến tình trạng trở thành phế nhân. Bác sĩ đã tìm đến gặp cô Lindy và đây là những lời chia sẻ của bác sĩ sau khi được cô Lindy trị dứt những căn bệnh ngoài sức tưởng tượng của ông với thời gian rất ngắn. Thì cái này là họ theo như Tây y thì họ trị bằng cách nào thưa? Không có cách nào trị ngoài phương pháp mổ. Bên Tây y thì không có cách nào trị mà ngoài cái phương pháp là để mà giải phẫu như cái lời của bác sĩ vừa nói thì. Linh đi biết là sau khi giải phẫu rồi thì hầu như là những cái bước đi của mình nó không bình thường nữa. Tất cả những người mổ hại đa số thành phế nhân. Mà tí nữa thì Linh đi sẽ trị bệnh cho bác sĩ và bác sĩ sẽ hết. Hầu như hết liền tại chỗ, không có cần mà phải đi mổ. Đây nè, những cái vôi nè, nhiều rất là nhiều. Ok. Chính vì cái này mà nó làm cho cái máu huyết của bác sĩ không lưu thông, thành ra là cái chân sưng hết nha. Đó, sưng nhiều lắm. Lỗ lỗ tai lùng bùng đã bớt chưa? Bớt được chừng 70%. Về cái mũi thì thông hết chưa? Mũi thì thông 80%. Dạ, hiện tại bây giờ là thấy khỏe rất là nhiều phải không? Thấy với người thoải mái. Dạ, dạ. Vậy bây giờ có lời gì nhắn nhủ với Linh đi không? Tiếp tục điều trị thêm cho mọi người. Y khoa Tây phương thì thường thường nó chữa những cái bệnh cấp kỳ thôi, còn những cái bệnh mãn tính lâu dài đó thì thường thường là y khoa Tây phương không giải quyết được. Dạ, Lindy cũng rất là hân hạnh, thì hy vọng rằng là những cái bước đường sau này thì có sự hỗ trợ thêm của bác sĩ. Dạ, tôi sẵn sàng giới thiệu thêm. Dạ. Những người mà có thể hưởng được lợi ích của cái đôi đũa thần kỳ. Dạ, rồi thôi Linh Đi cũng cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì bác sĩ cố gắng ở nhà trị liệu nha, mỗi ngày ít nhất là 2 lần để cho tất cả những hệ thần kinh mình thông. Mà khi mà mình thông rồi là hầu như là mình chinh phục được tất cả những cái chứng bệnh. Mình không có còn bệnh hoạn nữa. Linh Đi chỉ có thể đem cái kiến thức nhỏ nhoi thôi, nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ khắc phục được từng cái chứng bệnh. Thì bác sĩ cố gắng sử dụng hết tất cả những cái gì mà ơn trên ban cho mình với những cái dụng cụ mà rất là thiên nhiên. Dạ. Cố gắng để làm giảm bớt cái sự đau khổ của chúng sinh. Dạ. Rồi cảm ơn bác sĩ.
Vâng, ngoài ra tôi được biết là không chỉ chị đã trị bệnh cho bác sĩ là về phía Tây y ha, rồi các vị linh mục.